Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lối khai cuộc Dennis Gambit. Đây là một lối khai cuộc tấn công vô cùng mạnh mẽ của trắng, có thể nói là khét tiếng bằng việc hy sinh hai tốt. Trắng đã tạo ra một mối đe dọa cực kỳ lớn lên đen. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên trắng sẽ chơi E4, đen E5, trắng D4, tốt E5 nhân ăn D4. Và bây giờ trắng chơi C3, và đây chính là khai cuộc Dennis Gambit. Chúng ta sẽ xem những trường hợp đen chấp nhận ăn tốt C3, tốt D4 ăn C3. Lúc này trắng sẽ chơi nước tượng C4. Bây giờ đen tiếp tục C3 ăn B2. Trắng chơi tượng ăn B2. Và bây giờ như các bạn có thể thấy, đôi tượng của trắng rất mạnh và đang tấn công trực tiếp vào cánh vua của đen. Bây giờ đen sẽ chơi nước nào? Đen chơi tượng B4 chiếu tướng. Trắng sẽ chơi mã C3. Bây giờ đen sẽ chơi D6 hoặc là mã BC6. Và khi đó trắng sẽ chơi hậu B3 tấn công vào ô F7 của đen, đồng thời đuổi tượng. Đen sẽ chọn giải pháp tượng ăn mã C3. Trắng sẽ ăn bằng tượng. Và bây giờ đen sẽ phải gặp vô cùng nguy hiểm vì vừa phải phòng thủ ô F7 vừa phải phòng thủ ô G7, sẽ rất khó khăn cho đen. Và như các bạn thấy, đây chính là cách tấn công rất mạnh mẽ khi quân trắng chơi thế Dennis Gambit. Sau đó đen có thể lựa chọn lên mã rồi nhập thành, đưa xe ra vùng chiến đấu, trong khi trắng thì quân hầu như còn ở nguyên vị trí, chưa thể xuất ra được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đen sẽ rất khó để phòng thủ trước một đợt tấn công mà quân trắng sử dụng rất là nhiều quân tấn công như vậy. Về đây, phương án hữu hiệu cho đen khi gặp đối thủ chơi Dennis Gambit là gì? Sau khi trắng đã chơi nước tượng C ăn B2, thì lúc này nếu đen chơi nước tượng F tượng B4 là rất chính xác. Sau đó trắng sẽ chơi mã C3. Lúc này nếu mà đen chơi nước mã C6 hoặc là D6 thì coi như xong. Hai nước này thực sự sẽ đưa đen đến một tình thế nguy hiểm. Vậy lúc này đen nên chơi nước mã F6. Bây giờ khi trắng chơi B3 thì đen có thể dùng tượng ăn mã C3, sau đó nhập thành thì có thể tránh được mối nguy hiểm. Đồng thời sau đó đen sẽ lên mã C6, sau đó sang ô A5 để tấn công quân tượng và quân hậu của trắng. Tuy nhiên cách tối ưu khi nước tối ưu để chơi sau khi trắng đi nước tượng B2 là gì? Đó chính là nước mã F6. Khi chơi nước mã F6, trắng có hai sự lựa chọn. Trắng có thể lên tốt E5 để đuổi mã, hoặc là lên hậu B3 để tấn công ô F7 của đen. Nếu giả sử trắng chơi nước tốt E5, khi đó đen sẽ chơi nước tượng B4 chiếu tướng. Trắng sẽ chơi nước mã B3, và bây giờ đen sẽ chơi nước tốt D5, tạo ra một thế trận cân bằng. Nếu trắng dùng tượng C4 ăn D5 thì đen có thể dùng mã F6 ăn D5 và rất cân bằng. Nếu trắng dùng tốt E ăn mã F6 thì khi đó đen sẽ chơi nước hậu ăn F6, đe dọa trực tiếp con mã của trắng. Lúc này nếu trắng lựa chọn phương án hậu B3 thì đen sẽ lấy tốt ăn tượng C4, và thế trận lúc này rất cân bằng. Đen có thể nhập thành để đưa vua vào bên trong, trong khi trắng thì vẫn chưa thể tấn công một cách hiệu quả khi dù đã hy sinh hai tốt. Một phương án khác, phương án này thì sẽ được sử dụng cho đen khi gặp phải đối thủ chơi Dennis Gambit. Thực tế thì mình cũng ít khi chơi Dennis Gambit, chủ yếu là gặp các đối thủ chơi Dennis Gambit, cho nên mình sẽ thiên về các phương án phòng thủ cho đen nhiều hơn. Ở đây có hai cách, hai nước đi có thể hiệu quả để phòng thủ cho đen. Thứ nhất đó là hậu B E7 hoặc là mã B F6. Đây là hai nước phòng thủ khá hiệu quả cho đen. Đầu tiên chúng ta sẽ xét đến trường hợp hậu D E7. Khi đó nếu trắng dùng tốt C ăn D4, chúng ta có thể lấy hậu ăn lại ô E5 chiếu tướng, và trắng sẽ chưa thể làm gì được. Cách còn lại là đen chơi nước mã C6. Khi đó nếu trắng chơi tốt C ăn D4 thì đen có thể chơi nước tượng B4 chiếu tướng,
Giả sử trắng chơi mã B3 thì đen sẽ chơi nước mã F6 tấn công vào tốt E4 của trắng. Lúc này trắng có hai sự lựa chọn, có thể trắng sẽ dí tốt E4 lên E5 hoặc là tốt D4 lên D5. Nếu trắng dí tốt E4 lên E5 khi đó đen sẽ đưa mã F6 về E4 tấn công vào quân mã của trắng. Trắng biết phòng thủ bằng tượng D2, khi đó đen sẽ chơi nước hậu H4 tấn công vào ô F2 của trắng. Nhìn có vẻ như trắng đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Không chỉ vậy, nếu trắng chơi nước G2, đen sẽ chơi mã ăn G2 và đen sẽ chiếu tướng bắt xe. Trước đấy phải ăn con mã này đã, sau đó mới chiếu tướng bắt xe được. Đó là trường hợp dí tốt E4 lên E5. Còn trường hợp mà trắng dí tốt D4 lên D5 thì sao? Thì đen vẫn cứ ăn mã ăn tốt E4. Và sau đó các bạn có thể thấy lúc này trắng gần như là phải gặp lại phải sự đe dọa mạnh hơn từ đen. Trên đây chỉ là một vài ví dụ về Dennis Gambit. Hy vọng các bạn có thể vận dụng nó một cách linh hoạt hơn trong thực chiến. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.